Hi, chào anh em báo xin lỗi, mình là Tờ Lũ S98, rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Đây không phải app của mình nhé, mà mình đang bán thôi, đấy, chứ không phải app của mình chơi nhé. Đấy. À, nên là các bạn đừng nhìn cái tên nhé, ông này thì ông ấy khá là yêu quý mình, mình không rõ trong nghĩa đen nghĩa bóng, mau này đó. Ông này nhiều lúc ông ấy cũng hay chửi mình lắm. Đấy, nhưng mà ông ấy đặt tên là dùng dòng tên của mình, à này thuộc server 62. Ở các server khác thì ạc này nó sẽ rơi vào cái top lực chiến chả biết 5x hay 6x, nhưng đây là hạng 32. Vì cụm server này có thể nói rằng đây là cũng một trong cụm server yếu nhất thế giới Quyền Vương 98. Trừ mấy ông top đầu rồi nhé, mấy ông top đầu rồi vẫn đấm được các top server khác này, đặc biệt là xây ra lực chiến hơn 12 triệu rồi. Còn từ cái ý mình ấy, yếu yếu được yếu cái từ hạng 1x trở đi. Thông thường các server khác hạng 1x của họ toàn trên 10 triệu chiến hết thôi. Đây là đúng một ông gần như tròn 10 triệu, còn đâu toàn 9 triệu mấy. Đúng không? Nên là các bạn nào chơi server cụm server này sẽ khá là nhàn, nạp ít mà vẫn top cao. Đuôi hiện tại thì mình cho rằng cực kỳ đặc biệt với S-Max Diamond. Đây là võ sĩ rất hiếm người dùng, mình xin nhắc lại là rất hiếm. Đặc biệt ở thời điểm võ sĩ hợp tác và ra mắt thì chắc chắn chẳng còn ai còn tâm tư nguyện vọng gì lấy S-Max của Diamond nữa, bất chấp lần tới nó có ra hay là không ra. Các vị trí còn lại trong team đi cùng với S-Max Diamond đó là Semiloy, Chít Hòa, Tam Đại Thiên Vương, Yasuo, Ainis, Kho'Nix. Nhìn chung thì team đủ theo trạng thái đả ký vệ, bao gồm hai con đả lục bô nhé. À, chi tỏa nhị môn à, thế thì sắp tới thay được chi tỏa rồi. Tứ môn của IA, tứ môn của Similoi, tứ môn của Ainis và lục môn của Sakidemon. Như vậy các bạn nào mua thì mình nghĩ rằng có được mục tiêu thì nâng nốt của Ainis đến S-Max, còn không thì thôi. À, tháng này hụt mèo nhé, VIP cũng là VIP 11 rồi. Nhìn chung thì giá nào tiền nào của đấy thôi. À, hiện nay đang có bộ sói cừu theo mình đánh giá gần như là cái gọi là sáng giá nhất. Không phải sói cừu à, mà là sói 4 sao, cừu không sao, vẫn là xoài. Bạn đã mua thì cho mình cái cừu 1 sao nhé. Đấy, ít nhất là 1 sao thì nó sẽ đem lại đấy. Còn tất nhiên cừu 4 sao nữa thì càng ngon. Có hồn lực 5 phong ấn 1 sao, đấy, không hồn lực 5 winter, đấy, bão tố các thứ thì ngon lành rồi. Hiện nay thì bạn ấy đang cho Diamond sử dụng hồn lực 5 bất khuất, mình sẽ đổi cho này hồn lực 5 bão tố nhé, không bắt dùng. Ainis có được sử dụng S-Max đâu, thay vào đó bất khuất thì mình sẽ dành cho Ainis, đơn giản thế thôi. Psyche hồn lực 5 bảo vệ, ngứa mắt đấy nhỉ. Ok rồi, Chít Hỏa được hồn lực 5 phong ấn. Mình check rất nhanh các tính năng khác còn lại nhé. Dồn gần như là full đồ cho Diamond ấy, và Ainis hợp lý thôi, đó là hai con được ăn học tốt nhất mà các bạn. Diamond có viên số 6 cũng khá ngon, tỷ lệ chí mạng của nó là rất cao. Các bộ rune đỏ thì chúng ta có 4 bộ rune đỏ khá là ổn. Đây là tinh tú dành cho Diamond và Ainis thôi, các vị trí còn lại thì khá yếu. Saiki này, Saiki cũng một viên đỏ này sẽ không đọc. À, trùng luôn viên này cái với hài. Còn đây là phòng thí nghiệm hạt nhân, chúng ta mở được hai ô của Yashiro và Ainis. Mình nghĩ là lắp cho Diamond chứ nhỉ. Cho Diamond các bạn nhé, mình sẽ sử dụng cho Diamond. Tờ kích hoạt cái tăng sát thương này cho Diamond, Diamond đam to các bạn ạ. Lực chiến của Ainis đang 1,7 triệu, lực chiến Diamond là 1,6 triệu. Không biết ông bị dồn cái đồ gì cho Ainis mà lực chiến nó cao ấy. Mình thì mình khuyên các bạn là Ainis nó có giới hạn sát thương rồi, không cần phải đồ quá ghê gớm đâu. Còn đâu tất nhiên có thì tốt, Diamond nó mới là cái con nó cần có đồ đánh nó mới ra sát thương. Rồi cũng full rồi thôi, 1,6 triệu, 1,7 triệu nó cũng đang ngang nhau. Chúng ta tranh lốt túi đồ trước khi vào đấu trường nhé. À thì không lấy võ sĩ hợp tác không lỗi đâu, có một vé battle ban miễn phí này, 400 mảnh vạn năng. Không 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 lỗi khi không lấy võ sĩ hợp tác không nhé, chuẩn bị có Hikage này. Nhưng mà vì hụt mèo ấy nên là thôi, còn tất nhiên bạn nào mua thì thích liều mình thì tùy công, nhưng mình nghĩ là lên để tháng sau full mèo mà gây dựng lại sự nghiệp 28 mác kim cương quẩy thôi trong đấu trường hạng bay. À thì mình thấy rằng có tỷ lệ đánh vào hay, nhưng mà tỷ lệ của nó sẽ là cao ấy, à là phải 2x vậy. Đây là ví dụ ông Jojo, mình nghĩ là có tỷ lệ đấm này, nhưng nó lại cùng dòng Diamond
Cho nên là mình muốn đánh với một cái arc mà họ không có diamond. Khi đấy thì chúng ta sẽ có cái nhìn nó rõ rệt hơn rất là nhiều. Rồi. Đồ của arc thiếu cái gì? Mình nghĩ là cần thêm một bộ rune nữa. Cái này chơi từ từ. Bây giờ có rất nhiều event kiếm rune miễn phí ngon theo event tiêu kim cương. Kiếm thêm tinh tú, mỗi ngày hãy là tiêu 198 kim cương. Rồi là chip, rồi là kiếp nét vân vân ở mây mây. Ok, phe ta thua được chiến nhưng vẫn hơn Huy. Bên đối phương Huy lực còn tệ hơn. Họ có một con sáng giá để có thể leo top, đó là con Angel. Phe ta thì có Diamond. Chúng ta sẽ xem hai con đả này ai là người lợi thế hơn nhé. Môi trường nó là dĩ vãng, các bạn nhìn thấy sát thương gần như không có. Ở đợt 1 thì Diamond Feta hoàn toàn không tung được tuyệt kỹ do chưa đủ nộ. Đợt thứ 2 này thì khác. Diamond là một võ sĩ rất khó bị giết khi nâng lên tầng lục môn. Sát thương của nó thì cũng gần giống như Kensu. Do bản thân nó mình đã nhận xét đó là một bản nâng cấp cực mạnh của Kensu. Sát thương độc chiêu ghê gớm hơn rất nhiều so với sát thương tuyệt kỹ. 7 triệu sát thương phát thứ nhất, 6 triệu sát thương phát tuyệt kỹ thứ hai. Còn độc chiêu thì chúng ta xem cây máu nó tụt như nào nhé. Ghê không? Bạn nhìn đấm ghê không? Và các bạn lưu ý rằng Diamond này là Diamond đang ở trong trạng thái trong một cái đội hình mà thua đối phương về mặt lực chiến cũng khá khá nhiều đấy. Các bạn nhìn độc chiêu nó đấm siêu thấm luôn. Thì đấy là cái điểm nổi bật khi các bạn dùng Diamond. Trong tương lai khi mà các võ sĩ có thêm bại huyết khi kết hợp Diamond nó còn đáng sợ hơn nữa. Nói chung các bạn nào dùng Diamond thì sẽ phải có gu. Vì đây là một võ sĩ không được nhiều người đánh giá cao bằng những cái võ sĩ khác như là Angel, dễ dùng hơn, đánh nhiều chế độ hơn. Cũng giống như Kensu Rising Dragon ngày xưa mỗi mình dùng. Diamond này nó cũng không có nhiều số lượng người dùng bằng các con khác. Rồi, Diamond sẽ có nộ thôi. Và mình tin đây sẽ là một trận thắng đấy. Bên đối phương có Enzo nhưng phải chờ late game. Diamond thì mình thấy rằng không cần chờ đến late vẫn khỏe. Ui phí thế. Nó đang bị dính phản ám. Tới từ ai? Có lẽ là Angel đối phương à? Khó chịu thật. Feta thủ có Yashiro ấy, cho nên là đối phương cũng sẽ khó mà đánh được vào các vị trí khác như là chít hỏa hay là Diamond. Giết được Yashiro trước cái hồi tính. Không chết được Diamond đâu. Diamond vẫn đang dính hiệu ứng. Semi lôi nó vẫn là một cái gì đấy gây ức chế rất lớn. Đấy, có điều cũng phải nói rằng may mắn rằng Diamond là võ sĩ sát thương độc chiêu là chính, cho nên những cú tuyệt kỹ mà bị dính hiệu ứng điện ly không làm ảnh hưởng lớn đến tổng sát thương Diamond gây ra. Nào. Uầy, đánh ghê. Sát thương kinh khủng luôn, còn đây là phản kích. Các bạn chớ coi thường Diamond mà lại phải nhận chai đắng. Tiềm lực sử dụng Diamond mình cho rằng lớn hơn, lớn không thua kém bất kỳ một tư chất 15 năm nào. Có điều dùng nó sẽ hơi khó thôi. Rồi, thế mà bật biến hình được à?
Hay thế nhỉ? Đôi bạn có lẽ có được 5 Winter rồi. Khó chịu nhỉ? Cái độc xanh xanh này của con nào nhỉ? Độc xanh xanh này là nó là cái phong ấn à. Cái gì? Của con Enzo à? Cái gì nhỉ? Chảy máu của con Enzo. Tức thế nhỉ? Thua rồi các bạn ạ, mình mất quân chủ lực rồi. Thôi nhìn chung thì tiền nào của đấy. Toàn bộ thông tin lạc mình đã trích xong. Giá bao gồm mọi chi phí chỉ là 1,1 triệu. Bạn nào mặc lên hệ mình nhé.